Và sáng hôm nay chúng ta bánh cuốn nha, một tiệm bánh cuốn rất rất là đông luôn các bạn, 357B Lê Đại Hành, quận 11, bánh cuốn tôm nha. Có nem chua nè, có bánh cống, chả lụa nè. Nước mắm ớt cay. Và giờ các bạn xem nè, rất rất đông luôn, đó. Quá trời. Rồi, tối hôm nay chúng ta sẽ cùng ăn bún bò Huế ha. Có phần bắp bò nè, giò heo nè, chả cua nè, nhìn ngon các bạn. Ngay quận nhất luôn, Nguyễn Thị Minh Khai. Và dưới đây là phần sa tế cay và thơm nha. Thêm rau sống và chanh nữa. Chào các bạn, hiện tại là khoảng hơn 8 giờ rưỡi sáng ngày 9 tháng 4 2023. Đây khu vực trường đua Phú Thọ, quận 11, đường Lê Đại Hành. Sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn bánh cuốn Câu Loa các bạn. Một quán bánh cuốn cực kỳ đông luôn, theo sự giới thiệu của một người bạn nha. Bây giờ chúng ta bước vô các bạn. Đây, địa chỉ ở đây là 357B Lê Đại Hành, phường 11, quận 11. Các bạn thấy xe đâu? Là chiếc xe Honda đó. Đó, chỗ đó là chỗ đang đợi mua bánh cuốn. Không còn chỗ ngồi luôn, mình phải đi qua quán cà phê để mình ngồi các bạn. Ngồi hai phần bánh cuốn tôm thịt. Đồng. Đồng quá. Wow, trời đồng dữ vậy. Ba năm bảy B. Vô và đợi. Ồ, nồng như hết chỗ bên trong luôn rồi. Mở cửa từ 6 giờ sáng tới 11 giờ 30. 0767 769 786 0938 257 719. Từ vùng đè 988. Rồi, qua bên kia rồi luôn. Không nghe. Đó, tối mới ra.
Dạ. Gì vậy? Không bán trà đá hả? Không bán trà đá, quán không phải phai. Quán không phải phai. Khách mang nước và quán còn thu 15 ngàn. Rồi đây hai dĩa bánh cuốn, mỗi dĩa 45 ngàn đồng các bạn. Ở đây được hai phần bánh cuốn nè. Rồi bên trong có tôm lớn ha, thành phi một cái gọi là nem bánh cống chả nước mắm. Ở đây nhìn rõ ràng nhất nè, cho ớt vô dữ dằn chứ. Có hai cuộn tôm với một cuộn thường. Xé cái phần tôm bên trong ra này, có phần tôm nào, cái con tôm lớn nha. Ở đây chắc là một con tôm họ chia được làm hai cuốn. Hai cuốn. Dạ, ok. Hồng tôm có vẻ tươi ngon à. Rồi, ăn đi. Cái hành phi vừa vậy thì thấy ngon nha. Ừ, nhưng mà cái nem ở đây có cắt ra phân nửa. Rồi chả thì được miếng chả quế, miếng chả lụa ngon. Cũng vừa đủ rồi. Nhưng mà cái bánh cống nó nhìn thấy ghét quá, thấy mỏng. Sắc kiểu như một phần tư vậy ha. Rồi ăn thôi. Hả? Em thấy vừa đủ rồi, có làm chả vậy vừa đủ rồi. Ừ. Nhưng mà 45 ngàn đồng thì nó rẻ hơn so với bánh cuốn Tây Hồ với lại bánh cuốn Hải Nam. Rẻ hơn Thiên Hương nữa. Ừ. Thiên Hương 3 tháng 2 á. Rồi ăn thôi. Mình đã ăn xong bánh cuốn 357B các bạn ha. Một chữ, ngon, thật sự là ngon các bạn. Ngon trên giá thành luôn, 45 ngàn đồng cho một con tôm lớn. Và bây giờ là phần nhận xét đầu tiên của mình đã. Nói đi mình. Đây là một trong những tiệm em thích nhất á. Cái vị nó cái phần nhân á, nó ngon, nó thơm. Nó không có bị khô nha. Mình cắn vô mình cảm giác là nó thơm lắm. Rồi. Cái phần nhỏ bánh cũng là mềm. Có mềm mềm, có dai dai. Rồi cái phần con tôm cũng ngon. Cái phần nước mắm là cái điểm em thích á. Yeah. Nó ngọt ngọt, mặn mặn. Đậm lên chứ không phải là dạng thanh nha. Yeah. Và trong đó là mình nghe được cái mùi nước cốt chanh. Yeah. Cái mùi cốt chanh thoang thoảng trong đó. Nó tăng thêm cái gọi là cái hương vị á. Rồi. Cái nước mắm rất là ngon. Chả lụa. Phần chả lụa ăn cũng được nhưng không có đặc biệt. Rồi. Cái phần ngon là phần nem. Dạ. Yeah. Nem thịt. Phần nem mình nó chua chua mà chua vừa đủ rồi chứ không phải chua ái lên. Ăn là nó vừa, nó khỏi sắc cũng vừa. Thật ra nếu mà nhiều khi gọi là ăn không đủ á, em muốn gọi thêm phần nem để ăn đó. Ok. Ý kiến của mình thì phần lớn là cũng giống mình các bạn. Ở chỗ đầu tiên là cái phần nhân thực sự là nó ướt át, nhưng bên trong chủ yếu là thịt heo và nấm mèo ăn rất thơm. Cái phần vỏ bánh mềm dẻo, không có bị khô. Nước mắm thực sự ngon các bạn, thiên về vị chua ngọt nha. Có chút xíu cái vị gọi là chua chua nhẹ nhẹ của chanh. Và phần ớt rất là cay. Thì nước mắm bánh cuốn ở đây là một trong những nơi mà có cái phần nước mắm ngon, ngon nhất ở Sài Gòn. Có thể so sánh gần như bằng với phần nước mắm của bánh ướt Bảy Hiền các bạn. Nhưng mà bên Bảy Hiền mà cảm giác là nó thanh hơn chút xíu. Phần chả lụa đấy mình bình thường, phần nem thực sự ngon. Đây là phần nem thịt cắn một cái nó dai dai, nó sực sực, chua chua, ngọt ngọt. Mình ước gì trong cái phần nem đó có thêm chút xíu là cái lát tỏi hoặc là một miếng ớt để ăn nó ngon hơn. Rồi hết được đúng không ta? Bên trong đâu còn gì nữa. Nhưng mà nó vẫn thiếu một cái điểm mà bên bánh ướt Bảy Hiền có, đó chính là phần bánh tôm các bạn. Bên phần bánh tôm bên Bảy Hiền nó sẽ làm cho mình nhớ nhớ rất nhiều cái độ thơm của nó. Bên đây được một cái đó cho phần tôm các bạn. Cái phần tôm thực sự là tươi ngon nha. Nói chung là sáng hôm nay ăn được cái phần bánh cuốn 357B này cảm thấy rất là vui. Từ đây chúng ta chạy lên chút xíu nữa ha, quẹo trái vào đường Âu Cơ có hủ tiếu Nam Vang rất là ngon, Tân Bình Nguyên, rồi đi lên chút xíu nữa thì chúng ta có cơm gà Hải Nam, rồi đi lên chút xíu nữa thì chúng ta sẽ có cháo xá sùng các bạn. Con đường Âu Cơ quận 11 là con đường là con đường ngon á. Lê Đại Hành thì ở đây có bánh cuốn này và bao Z dim sum. Bao Z dim sum thì phân khúc nó hơi cao chút xíu nhưng mà nó ngon. Và bao Z dim sum thì nó nằm ở đằng kia. Tối ngày 8 tháng 4 2023, đại lộ Tân
Đức Thắng, Sài Gòn. Không đẹp luôn các bạn. Quá là trời. Liberty Center. Và đây là đường Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất ha. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị quẹo trái vào đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ngay bên góc tay phải chính là đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, đợi chút xíu các bạn, đèn đỏ nha. Đây, Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Chúng ta chạy thêm chút xíu nữa, chúng ta sẽ quẹo trái vào một con hẻm. Hẻm 15, Nguyễn Thị Minh Khai. Những ngày này thì ở Sài Gòn chỉ có buổi tối mà cảm giác nó thực sự là mát các bạn, khi mà chạy xe. Chứ còn như từ buổi trưa tới buổi chiều thì sự nóng lắm luôn, như là một cái lò. Bánh cuốn hồng hạnh. Rồi chúng ta quẹo nha. Ngay cái hẻm này nè. Số 15. Rồi chào các bạn. Hiện tại là khoảng hơn 7 giờ rưỡi tối, ngày 8 tháng 4 2023 ha. Đây hẻm 15, Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Tối hôm nay mình đến đây để ăn bún bò Huế các bạn. Mình nhìn thấy trên Facebook một tô bún bò Huế ngon. Họ quảng cáo ha, và có hỏi họ thì có phải đầu bếp người Huế không? Thì họ nói là Huế. Rồi chúng ta vô nha. Bên trong cực kỳ đông các bạn và mở nhạc nữa. Đó. Đây là con đường nha. Để xem hôm nay mình tin theo Facebook, theo quảng cáo thì như thế nào. Rồi, chúng ta đi vô chút xíu nữa là sẽ tới nha. Ngay góc bên đây có quán cà phê các bạn. Cà phê 15.22. Quán cà phê này cũng nhỏ thôi. Đây là chỗ để xe máy nè, nó dọc theo con hẻm nha, bên trong cực kỳ đông luôn các bạn, đông lắm luôn. Béo ơi là một cái quán ăn Hà Nội, còn Chia Rứa là quán ăn Huế. Đây, Chia Rứa quán bún bò Huế. Đó, bên phía tay trái là Béo ơi các bạn ha, đông quá trời đông không. Chúng ta nhìn qua phía tay phải, Chia Rứa quán. Họ sử dụng những cái cửa sổ gỗ để trang trí. Mới có một số bàn họ mới vừa ăn xong, một bàn, hai bàn, ba bàn. Bây giờ chúng ta sẽ vô trong nha, bên trong nó sẽ gọi là không có người á, dễ ghi hình hơn, đỡ ồn. Đây là cái góc bếp nè. Cơ bản là chỉ có tầng 1 thôi, tầng 2 hiện tại không có mở. Và ở đây cũng không có mở máy lạnh luôn các bạn, mặc dù là có máy lạnh nha. Chi rửa quản. Rồi, cùng nhìn xuống chúng ta có cái phần nước mắm ớt và phần sa tế. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn sơ chút xíu cái phần thực đơn nha. 15/29 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, quận Nhất.
Đây bún bò Huế thì 55.000 đồng, bún bò đặc biệt 74.000 đồng, mình gọi tụi đó, bún bò giò 65, bún bắp hoa, chả cua là 65.000 đồng nha. Như vậy mình lấy tô 74 và tô 65.000 đồng. Bún mắm nêm thịt luộc 55.000 đồng. Chuyển tiếp qua đây chúng ta có bún thịt nướng 55, bánh nậm tới 74.000 đồng. Bún mì hến, hến xúc bánh đa 89, bánh lọc lá 65, set bánh lọc nấm 76, bò kho chia rứa 75.000 đồng. Coi bộ cái này hơi có like chút xíu với bò kho rồi đó. Qua đây chúng ta sẽ có món khác. Bánh ướt thịt luộc chấm mắm nêm 62, mẹt bánh tráng cuốn thịt luộc 126, bánh ướt cuốn thịt nướng 52. Thịt nướng một phần 138.000. Rồi qua đây tiếp tục có tôm sốt Thái, khổ qua rừng trà bông. Đây là những cái món gọi là thêm thôi. Gân bò sa tế. Chứ những cái món này thì mình ít có khi nào ăn ở Huế. Rồi có chè đậu đỏ, chè bột lọc, chè sen, chè xanh đánh, chè thập cẩm. Giá bình quân là 25-30-38.000 đồng. Có hạt dưa, khô mực, khô bò, khoai tây chiên. Ở đây giống dạng như là họ kết hợp một thực đơn rất rất nhiều món vào. Nước ngọt thì có Coca-Cola, Pepsi, bò hút có giá từ 25-30, nước suối 20.000 đồng. Cà phê pha phin thì 35, cà phê sữa 35. Nhưng mà nước suối hơi mắc đó. Trà sen mực ong 46, trà ổi 43, trà hoa cúc 40, trà đào 40. Và đây là hai tô bún bò Huế các bạn ha. Đây là tô đặc biệt là 74.000 đồng. Đó, cái cọng bún như thế này. Có cái phần thịt này là giống như cái phần bắp bò, có phần gân gân các bạn. Thêm nữa là sẽ có phần chả cua nha, được 4 miếng thịt sắc rất dày. Và đây, chả cua. Thêm cái cục giò nha, cục giò cũng khá là lớn. 74.000 đồng đó các bạn, chỉ có vậy thôi ha. Và đây là tô 65.000 đồng thì sẽ có cái phần bắp hoa nè. Nó sẽ có cái phần gân nhiều hơn. Rồi được một cái viên chả cua. Đó, ớt sa tế. Bây giờ chúng ta sẽ ăn nha, ăn xong thì mình sẽ đi ra ngoài để mình bình luận. Ở đây hiện tại hơi ồn, cũng nhà bên ngoài. Mình đã ăn xong tô bún bò Huế các bạn ha. Và đây là tổng số tiền là bún bắp hoa chả cua 65.000 đồng, bún bò đặc biệt 74.000 đồng, khăn lạnh một cái 3.000, trà đá 2 ly 10.000 đồng, tổng số tiền là 152.000 đồng. Và sau đây là phần cảm nhận của mình các bạn. Đi theo Facebook, theo quảng cáo của Facebook, nói chung có cái được và có cái cũng không được. Đầu tiên là về phần nước lèo các bạn. Nói chung là nó cũng ổn. Ở đây nó sẽ thơm thoang thoảng cái mùi ruốc và mùi xả. Vị khá giống với một số nơi thành phố Huế. Tuy nhiên cái nước lèo nó hơi đục. Và nó có một cái điểm ở chỗ là cái điểm nhiệt nó thực sự không đạt. Cái tô bún mới mang ra chút xíu là cảm thấy là cái nhiệt nó xuống các bạn. So với bún bò Huế Úc Hưng á, cái vị Huế ở đây ở Sài Gòn á, thì mình cảm thấy là nó vẫn thua một bậc. Và thua một bậc so với khá nhiều chỗ bán bún bò Huế mà của chánh gốc người Huế các bạn. Mình ăn khá là nhiều rồi. Ở đây có một cái điểm là mình nói là không biết trừ hay là cộng, đây là cái miếng bò các bạn. Miếng bò của nó trong cái tô đặc biệt là 74.000 đồng thì là thơm. Nói chung là thơm ngon, tuy nhiên nó khá là dai. Răng của mình toàn bộ là răng thiệt hết, nhưng mà mình phải vận động răng các bạn, răng được tập thể dục. Nói chung là nó có phần hơi dai mà nó hơi sắc dày á, mà sắc cái bảng lớn nữa. Do đó khi mình ăn là coi như mà phải đưa vào miệng mình phải nhai. Cái phần chả cua ăn cũng được, cũng thơm, vị cũng ngon. Tuy nhiên là nó hơi xốp, hơi mềm chứ không có độ dai. Còn cái cục giò thì cái phần thịt thật sự nó khô quá. Cắn vô cái phần mỡ thì nó sẽ mềm hơn. 74.000 đồng cho cái tô bún bò Huế đó thực sự đối với mình là sao ta?
mình không có hài lòng lắm các bạn. Đối với mình á, cái tô 65.000 đồng thì cái phần bắp hoa nó lại ngon. Nó lạ đời vậy á, cái tô 65.000 đồng thì bắp hoa lại ngon. Nếu mà được mình chọn á thì mình ăn cái bún bò với bắp hoa thôi, chứ không ăn chả cua, cũng không ăn cái phần giò heo. Sao mình, em thấy sao? Cái con thịt bò bên tô em đúng là ngon hơn thật sự luôn á. Nó mềm, trắng thì nó có như nó trắng, sợ. Nó xé nhẹ, nó tan cho mình luôn á. Còn cái miếng anh đưa qua thì nó lại kỳ. Nó cứng luôn. Nó thua hoàn toàn. Nó thua hoàn toàn luôn. Cái nước lèo theo em là ổn. Nước đúng rồi, nó là ổn. Ổn thôi. Chứ nó không là xuất sắc. Không thể nào mà gọi là, nếu mà nói là gọi là ngon xuất sắc thì không được. Không được. Nó mà so với Úc Hưng hoặc là so với một số tiệm bún bò Huế mà chánh gốc của người Huế bán chỉ đúng một món bún bò Huế trong ngày thôi thì nó không bằng. Cái là điểm nhiệt. Đúng rồi, điểm nhiệt. Mang ra đúng là đúng, nóng nha. Nóng, nhưng mà phải thời gian ngắn thôi. Đúng rồi, nó hạ nhiệt, nó hạ nhiệt liên tục luôn. Dạ. Ở đây nữa cái là đào tạo nhân viên có vẻ là hơi lơm cơm các bạn. Gọi đi tính tiền thì 5 phút sau chạy ra lại quên tưởng gì. Đi thối tiền cho mình thì mình trả tiền 200.000 đồng thì đi đến máy gọi là thối tiền đó, xong rồi chạy lại nói anh ơi bên em có hết tiền lẻ rồi cho chuyển khoản đi. Thì mình cảm thấy là lơm cơm, nói chung là mấy em đó khoảng độ 19 tuổi thôi. Không hẳn là tiết tiền đối với cái tô 65. Cũng không hẳn là tiết tiền đối tô 74, nhưng mà không có dự định trả lại, không có hài lòng lắm các bạn. Nói chung là được được. Không phải là không hài lòng với nhân viên nha, mình hài lòng món ăn thôi. Đúng rồi, tại vì so với cái vốn mà 74.000 đồng để ăn một tô bún bò Huế, thực sự mà nói mình có nhiều lựa chọn hơn rất nhiều và là ngon hơn rất nhiều. Nếu mà thực sự có trở lại á, chỉ gọi tô 65.000 thôi. Nhưng mà thực tế là mình không dự định trở lại, mình không có dự định trở lại các bạn. Dạ. Bởi vì thực sự mà nói là ở Sài Gòn này sự cạnh tranh rất là gắt gao. Và thực sự mình vẫn thấy một điều á, sau khi mình đi review ăn uống rất nhiều á, một cái quán nào chuyên về một món, bán đúng một món hoặc chỉ là hai món thôi trong ngày á, bán hết nhanh luôn thì cái quán nó sẽ ngon hơn là những cái quán mà bán từ sáng tới tối và bán đa dạng món, bán rất nhiều món. Thường họ sẽ khó lòng tập trung để đi vào một món. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Góc đường Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thị Minh Khai. Tối hôm nay trời vẫn chưa mát các bạn, 8 giờ tối rồi không thấy một ngọn gió luôn. Để các bạn xem nè, đó, không có thấy gió gì hết. Tháng 4 rồi, tháng 4.